Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với bản tin cuối tháng của trường Trung học cơ sở Nguyễn Minh Khiêm ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2022, gửi đến quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh một số hoạt động nổi bật trong tháng vừa qua, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2022. Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Minh Khiêm tham gia hội thi Thiếu nhi Đà Nẵng mừng đại hội đoàn, chào mừng thành công đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại thành phố Đà Nẵng lần thứ 19, chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình trao học bổng cho học sinh bị ảnh hưởng do bão số 5 với chủ đề Hạt tri thức gieo giống mầm hạnh phúc vươn lên. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Minh Khiêm tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh, ngày 5 tháng 11 năm 2022, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Minh Khiêm đã tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2022-2023. Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đồng chí ban lãnh đạo, ban chấp hành đoàn, hội đồng đội phường Hòa Minh, đại diện cấp ủy chi bộ, chi đoàn nhà trường đã về tham dự, chúc mừng đại hội. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cuối tháng 11. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin lần sau.